mở đầu bộ phim vẫn là cảnh chuyển sinh quen thuộc của một thanh niên nào đó. Nhưng sự khác biệt tạo lên điểm nhấn ở đây chính là cậu ta lại chuyển sinh thành một thanh kiếm. Giữa một thế giới mới đầy lạ lẫm, kiếm ta một mình lạc trôi giữa đời. May mắn là cậu ta vẫn có hách, thứ không thể thiếu của dân Isekai. Nhưng thế éo nào lại có một đám goblin ở đây thế này? Đã gà đéo rút được kiếm lại còn nhổ thêm một bãi chất lỏng đầy hương vị. Chỉ với 3,14 giây sau, cái kết đã có cho tụi goblin. Trong lúc đang làm thịt mấy con gà này, kiếm ta thấy mình vừa phát sáng. Xem qua bảng trạng thái thì biết nó là kỹ năng của con Goblin vừa rồi. Cậu ta bèn thử lại một lần nữa, u là trời chính là cảm giác này rồi. Tuy vừa nãy kiếm ta phê pha là vậy, nhưng thật sự cậu ta rất cô đơn. Vì tương lai của người trang bị mình, kiếm ta tự nhủ sẽ lỗ lực thăm ngàn hơn. Sáng hôm sau, kiếm ta lượn lờ đi săn thì phát hiện một em hàng tươi sống. Thế là cậu ta thêm luôn em nó vào giỏ hàng của mình và bú được skill mới. Sau đó, kiếm ta lại lụng thêm được một bé rết tội nghiệp nữa. Chỉ với 5 điểm kỹ năng mà Thanh Mp đã nâng thêm 100 điểm rồi. Lúc này, cậu ta nghĩ bụng mình sớm muộn cũng độc bá thiên hạ mà thôi. Tiếp theo kiếm ta nâng chỉ số tấn công thì được 50 điểm. Quá phê đi mà. Sau đó, kiếm ta tiếp tục đi thăm ngàn và phát hiện ra một ổ Goblin. Tên vua Goblin lúc này đang coi dự báo thời tiết thì bỗng nhiên đang xuất luôn. Ra đi tiếp theo ngay sau đó chính là tên biên tập viên của tụi Goblin. Sau khi cả họ nhà Goblin đăng xuất thì kỹ năng kiếm thuật của cậu ta cũng lên cấp 3. Chuyển cảnh qua phía cô gái tộc mèo đen tên Fran, cô bị đánh cho sấp mặt. Chính vì thế mà Fran mong ước mình có được một sức mạnh to lớn. Mới tối hôm qua Fran bị ăn đánh xong thì tối nay tới một cô gái khác. Fran nhìn thấy vậy định ra cứu thì nhận ngay cái kết bét xe lết trên mặt đất. Hôm sau, do bị chê không tuyên hóa được nên Fran định tấn công tên chủ nô. Nhưng cái kết thì lại bị hắn đè bẹp dưới chân. Quay về phía thanh niên kiếm, cậu ta đã phân chia các khu vực nguy hiểm theo từng cấp độ. Từ khu vực 4 trở lại, Kiếm ta đã tiêu diệt rất nhiều quái vật và nhận được các kỹ năng phong phú từ chúng. Hôm nay, cậu ta đã ra tới khu vực 5 và đụng độ một con slide cuồng ăn. Sử dụng kỹ năng kiến thức quái vật thì vị trí tinh hạch của con quái lộ ra. Sau đó thì kiếm ta ra tay quyết đoán, one hit one kill. Có vẻ như thương tổn mà cậu ta nhận phải khá lớn, nhưng cậu ta vừa nhận được kỹ năng hồi phục thức thì nên éo sao cả. Kế tiếp cậu ta đi săn mãng xả phân thân, kỹ năng lượng được ngon à nha. Đây là rùa thần công. Nhìn thì châu bò đấy nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là vật búp kỹ năng miễn phí cho kiếm ta. Sau đó, kiếm ta tiếp tục tới khu phía tây săn hổ bạo chúa nanh kiếm. Bằng với kho kỹ năng dùng không hết của mình thì kết quả của trận đấu đã định. Bây giờ, trong khu vực Nam đổ lại cậu ta đã trở thành nhất kiếm độc tôn rồi. Vậy là kiếm ta quyết định ra khỏi khu vực Nam và hạ xuống một mảnh đất trống. Thấy nó cũng chẳng có gì vậy là cậu ta định bay đi nhưng nhận ra mình éo đi được nữa rồi. Và ngày sau, kiếm ta còn ảo tưởng sẽ có một cô em xinh đẹp phát hiện ra mình. Nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, tỉnh mộng đi bé ơi. Và thế là cậu ta cứ đứng đó nhìn thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Lúc này ở bên phía Fran, đoàn xe của cô bị gấu hai đầu tấn công. Nhận thấy có biến, tên béo ra lệnh cho đám người Fran đứng im. Nhưng ác giả ác báo, cái kết của hắn là bị đăng xuất ngay sau đó. Mọi người thì bỏ chạy, Fran thì đứng lại cản con quái nhưng éo ăn thua. Đang trong lúc tuyệt vọng nhất thì tia sáng của hy vọng đã đến với cô đồng thời lúc đó ánh sáng hy vọng cũng tới với kiếm ta bằng sự cổ vũ của cây kiếm thì fran đã cố gắng nhổ nó lên cuối cùng thì con hàng nóng đã nằm trong tay cô ấy kiếm ta nói với fran rằng muốn trang bị cậu ta thì cô cần phải có ý chí thật mãnh liệt bằng với sự quyết tâm của mình thì fran đã trang bị thành công kiếm thần đã nằm trong tay thì ta chẳng sợ bố con thằng nào cả con gấu chó hai đầu nhanh chóng bị đăng xuất ngay sau đó đúng lúc này thì tên chủ nô còn lại xuất hiện hắn định cướp kiếm của fran đang gáy thì bất ngờ đầu quay xe, thì ra mọi việc đều là do kiếm ta làm. Kể từ bây giờ Fran chính thức được tự do và cô ấy rất cảm kích kiếm ta. Và cũng chính từ thời khắc này, Fran quyết định cô sẽ đồng hành cùng cậu ấy. Biết được chuyện Fran bị người ta nói không thể tiến hóa, kiếm ta quyết định sẽ giúp cô tiến hóa. Sau đó, Fran chính thức giới thiệu tên của mình với kiếm ta. Sáng hôm sau, qua một thời gian suy nghĩ thì Fran đặt tên cho cây kiếm là Sizu. Nói ngắn gọn là cô coi cậu ấy như sư phụ của mình vậy sau tất cả đó chính là lý do mà suzu đồng hành cùng fran sau khi cậu ta chuyển sinh nói qua về con người fran cô ấy là một người rất khao khát sức mạnh bởi vì ngay từ lúc nhỏ cô ấy đã được cha mẹ dẫn đi thám hiểm nhưng cho tới lúc cha mẹ cô sức cùng lực kiệt thì họ vẫn chưa tìm ra được cách tiến hóa quay trở về vài giờ trước fran thể hiện ra mình có thiên phú khá tốt hơn nữa fran còn là một cô gái rất chu đáo và dịu dàng suzu quyết định cậu sẽ giúp cho fran có thể tiến hóa lên một tầm cao mới bỗng nhiên Fran gấp rút di chuyển, Shizu lúc này vẫn chưa hiểu tại sao. Ở một bên khác, một đám goblin đang bao vây một xe hàng hóa. Thì ra lý do mà Fran di chuyển chính là phát hiện có người gặp nguy hiểm. Thấy đồng đội đang xuất hết, tên goblin còn lại chạy ngay lập tức. Sau khi được cứu, ông chú tên Randen này nói mình đang tới thị trấn Alexa. Được Fran đồng ý hộ tống thì ông chú Randen rất vui nhưng tên này thì hơi kỳ. Và đó cũng chính là nguyên nhân mà Fran hiện tại có mặt trên chiếc xe này. Ông chú Randen cho biết dạo gần đây ma thú hình như xảy ra tranh chấp. Đó có thể là nguyên nhân dẫn tới lũ Goblin bị đẩy ra tận nơi này. U là trời, cần tìm gì nữa, thủ phạm ở ngay đây này. Lúc này ông chú Randen đoán Fran là mạo hiểm giả hạng E, ờ ai biết gì đâu. Thấy Fran không biết về mạo hiểm giả, ông chú Randen liền thông não cho cô. Nhưng cái tên đằng sau này lại tỏ ra thái độ bất mãn đối với Fran. Biết được làm mạo hiểm giả còn có thể kiếm tiền, Fran liền ham hồ luôn. Sắc trời nhụm tối, Fran bắt đầu ngủ thiếp đi sau một ngày mệt mỏi. Ở một bên khác, tên Goblin sau khi trở về thì bị đăng xuất luôn. Quay về phía Sisu và Fran, bọn họ đã tới thị trấn Alexa. Trước tiên, cả hai quyết định sẽ đi tới hội mạo hiểm ra trước. Trên đường đi thì Jisoo có coi qua thông tin của những vũ khí khác. Bây giờ cậu mới nhận ra chỉ số tấn công của mình còn xanh và non lắm, nhưng cậu còn có kỹ năng, Sisu quyết tâm sẽ giúp Fran vấn đỉnh thiên hạ. Một lúc sau, Fran đã tới hội Alexa để đăng ký trở thành mạo hiểm giả. Người tiếp đón Fran là một cô gái tiếp tân tên Nen. Thấy Fran còn nhỏ nên Nen có ý khuyên ngăn nhưng Fran vẫn muốn đăng ký. Thích thì chiều, Fran được Nen dẫn tới chỗ người kiểm tra. Mấy người mạo hiểm giả trong hội lúc này bàn tán rất xôn xao về Fran. Người đàn ông này tự xưng mình là Donald giám khảo của Fran. Lúc này Nen cảm thấy khá áp lực, để ý qua thì thấy Fran lại rất tỉnh. du check qua thông tin vũ khí của ông ấy, tấn công gì to vậy trời nhưng Fran lại tỏ ra một thái độ không hề ngáng bố con thằng nào. Ông Donald cũng tuyên bố rằng mình sẽ dùng toàn lực để chiến đấu. Nói xong thì ông ấy liền lao lên tấn công nhưng Fran đã né được. Ông Donald lại tiếp tục tấn công, Fran lại tiếp tục né được. Sau một hồi nhận đòn công kích dồn dập thì Fran đã bị đẩy lùi 50 mét. Sau đó, Sisu búp cho Fran để cô ấy chuyển qua chế độ tấn công. Với một tinh thần thép, Fran rất quyết tâm để trở thành một mạo hiểm giả. Đòn tấn công của Fran đã gây ra được chút sát thương nhưng nó không đáng kể. Sau đó Sisu liền dùng ma pháp của mình để hỗ trợ tấn công cho Fran. Tiếp đó Fran tung ra tuyệt kỹ của mình và thế là ông Donald Rond nhận kết đắng. Mặc dù bị đánh bại nhưng ông Donald Rond vẫn phải quay lại tặng Fran một like. Còn nên thì spam comment không thể tin được liên tục vô mặt Fran. Sau trận chiến, Fran được gặp mặt trực tiếp hội trưởng Klimt. Ngày ấy đã dùng thẩm định để xem thông tin của Fran nhưng éo xem được làm sao mà cái skill thẩm định phèn đó qua mặt được di không xem được thì bị xem lại hội trưởng là một đại tinh linh với chỉ số khủng là một tinh linh hội trưởng có khả năng cảm nhận được tà tâm của fran tuy là vậy fran vẫn đủ tiêu chuẩn để kích hoạt thẻ mạo hiểm giả u là trời sao làm chức nghiệp vậy tác hại của việc di chia sẻ quá đà sau đó được sự cố vấn từ di thì fran chọn chức nghiệp ma kiếm sĩ cuối cùng thẻ mạo hiểm giả cũng về tay thật là tuyệt vời quá đi mà mục đích thật sự mà fran muốn trở thành mạo hiểm giả là đây làm giàu tiền đã về tay lần đầu tiên trong đời fran thấy nhiều tiền tới vậy đám mạo hiểm giả đứng xem cũng thèm vl bây giờ đã có tiền để thuê trọ fran gửi lời cảm ơn tới nen và rời đi quả đúng là làm giàu không khó cái khó ở đây là tìm được người để cướp mấy ông cháu này nói fran dùng thủ đoạn bất chính để kiếm tiền bởi vì bọn chúng cũng bán vật phẩm giống cô mà giá lại rất bèo đều là đúng rồi nên liền ra thông não cho bọn chúng về việc thu thập vật phẩm. Nhưng nên lỡ mùng nói lặng lời làm cho các ông cháu nổi cáo. Mấy ông cháu này tự khoe mình là lính đặc công ai thuê đâu đánh đó. Mới gái xong thì ngay lập tức một tên đã được ngồi xe lăn. Mấy thằng còn lại thấy vậy rồi mà vẫn còn lao lên thế là ngu hay khôn. Sự đẹp mấy ông cháu kia xong thì mọi người không thể không bấm like cho Fran. Đã vậy nên còn đòi bọn chúng tiền đền bù thiệt hại, thôi bé éo dậy nữa. Sau đó Fran rời đi, nhưng cô đã bị người khác dùng thần nhãn nhìn thấu rồi. Mục tiêu trước mắt của Fran là đi sắm cho mình một bộ giáp bảo hộ. Đang đi thì bỗng nhiên có một thợ rèn tới chào hàng với Fran. Thế là Fran đi theo về cửa hàng của ông ấy ngay và luôn, bởi vì lúc nãy Sisu thẩm định ra ông ấy là Garus, một thợ rèn danh dự của vương quốc. Còn lý do ông Garus mời chào Fran là vì cô có biểu hiện rất xuất sắc, còn mấy tên gà mờ như thế này có trả ít hai tiền ông cũng éo bán. Cuối cùng thì Fran cũng đã mặc trên mình một bộ giáp, một bộ giáp khá xịn sò khi có chức năng kháng được nhiều hiệu ứng bất lợi và điều quan trọng nhất đây chính là bộ giáp đầu tiên mà fran sở hữu sau đó zizu có nói với fran kêu ông garos cho bọn họ xem kiếm bởi vì theo cậu thấy thì thanh nào cũng có đam to hơn của cậu nhưng ông garos khuyên fran không cần phải xem bởi vì cô đã sở hữu thanh intelligent weapon rồi fran thắc mắc tại sao ông garos lại biết được điều đó đơn giản thôi cháu bởi vì ta có thần nhãn không ngờ lần này ông garos lại phát hiện ra zizu biết nói ông ấy rất có hứng thú nói chuyện với cậu nếu Zizu cho rằng mấy thanh kiếm này mạnh hơn cậu thì cậu đã sai rồi. Lần này ông garus sẽ thông não giúp bọn họ thế nào gọi là tính truyền dẫn ma lực. Tiếp đó ông Garros kêu Fran truyền 100 ma lực vào sisu rồi chém. Khi được truyền 100 ma lực thì công kích của sisu đã tăng thêm 200. Cỡ Zizu thì 1.000 ma lực là bình thường, cậu rất giống một thanh ma kiếm. Nghe mà đã thấy mình rất bo đòi rồi, Zizu rất chi là hạnh phúc. Ông garus đoán khả năng cao Zizu được tạo ra bởi một thợ rèn cấp thần nhưng Sisu éo nhớ gì cả. Thế cậu có khả năng là thần kiếm chăng Mơ đi cháu. Phải tầm cỡ viêm kiếm Ainis mới là thần kiếm nhé. Bỏ qua chuyện đó. Sisu muốn ông Garros làm cho mình một em bao kiếm. Còn nguyên liệu thì nhiêu đây đủ chưa? Quá đủ rồi cháu ạ. À. Dự kiến với đống nguyên liệu này thì ông Garros có thể làm giáp chất lượng hơn. Nếu là bao kiếm thì ba ngày còn giáp của Fran thì một tháng nhé. Vậy là quá ngon rồi ông ơi. Làm giáp cho Fran ông Garros cũng rất vui. Trên đường trở về. Fran lại được một bà chị mời chào mua đồ. Thì ra là bán đồ lót hàng chất lượng cao, khiến Di Du đứng ngoài mà đầu cứ nảy số. Sau đó, Fran còn thử thêm vài bộ đồ mặc ngày thường nữa. Kế tiếp Fran nghe theo lời chị gái lúc nãy tới một cửa hàng tạp hóa. Thật không ngờ ông chủ ở đây lại đâu con tới vậy. Si Du liền dùng thẩm định, chủ tiệm tạp hóa gì mà cũng mạnh gớm vậy. Sau khi biết ông chủ từng là mạo hiểm giả thì Fran cũng đi chọn đồ. Tiếp theo là đi thuê nhà trọ, ở đây chứng minh thân phận bằng thẻ mạo hiểm giả. Phong đã về tay, Fran cảm thấy như thế này thì mới là cuộc sống chứ. Từ ngày gặp được Sisu, cuộc đời bế tắc của Fran đã được thông suốt. Sisu cũng đoán như vậy, có lẽ vì Fran nên cậu mới đến thế giới này. Tiếp đó Sisu thể hiện tài năng nấu ăn của mình, gà rán dị giới. Fran được một bữa đánh chén bê tha, ăn ngập cả dạ dày. Sau giờ ăn, Sisu mở một cuộc họp bàn chiến thuật khi đi săn quái. Trong khi Sisu vẫn còn thao thao bất tuyệt đưa ra các phương án phát triển thì Fran đã căng ra bụng mà trùng ra mắt từ rất lâu rồi. Ở một bên khác tại hang ổ của lũ Goblin, có vẻ như sắp có biến. Sáng hôm sau, do hạng còn thấp nên Fran chỉ nhận được nhiệm vụ hái lượm. Và đó chính là lý do mà tại sao Fran lại có mặt ở nơi này. Nhưng cơ bản hái lượm nó quá chi là nhạt nhẽo khiến Fran lộ ra cái biểu cảm này đây. Ở một bên khác, một nhóm mạo hiểm giả đang bị một lũ Goblin bao vây. Ngay lúc này, Fran đã bỏ việc mà chạy tới đây hóng chuyện. Thấy đám người mạo hiểm giả sắp bị đăng xuất, Fran liền xuất hiện ứng cứu. Fran cùng Sisu thi triển ném gạch thần trưởng khiến bọn Goblin rớt mạng liên tục. Sau đó Fran lao lên xử từng con một trước sự kinh ngạc của đám mạo hiểm giả. Chỉ mất chưa đầy 3,14 phút bọn Goblin đã bị Fran cho đăng xuất hết. Sau đó Fran còn tiện tay hồi phục cho đám người mạo hiểm giả. Khi Fran định bỏ đi thì lại bị gọi lại để lấy chỗ chiến lợi phẩm. Thế là Fran quyết định cô chỉ lấy con hốp Goblin này thôi. Đám mạo hiểm giả bây giờ mới để ý, chuyện này rất có khả năng vua Goblin đã xuất hiện dẫn tới tộc Goblin sinh trưởng mạnh. Đúng lúc này thì có một con Goblin nữa xuất hiện, nó đã gọi đồng bọn. Để giúp đám người mạo hiểm giả rút lui, Fran quyết định sẽ lên chiến đấu. Trong khi chiến đấu, Fran đã bị cắn trộm nhưng nhờ có giáp nên không sao. Sau đó, Fran liên tiếp chảm sát lũ Goblin và hít kinh nghiệm lên cấp. Hiện tại, Fran đã đạt cấp 8 nhưng có vẻ cô đã bị đuối sức. Nhân cơ hội này, lũ Goblin tiếp tục đánh nén nhưng đã bị sizu cản lại. Tuy vậy Fran vẫn bị thương do số lượng của chúng quá đông. Không vì thế mà bỏ cuộc, Fran quyết tâm sẽ chiến đấu tới cùng. Với Zizu trong tay, Fran không còn sợ bố con thằng quái nào cả. Fran dũng mãnh lao lên lượng từng chút từng chút kinh nghiệm một. Chịu đựng nỗi đau, vượt qua cửa tử để vươn tay tới sức mạnh thực sự. Được làm đá lót đường cho ta là vinh hạnh ba đời của các ngươi. Trong chiến đấu tiêu diệt mấy thằng cán trộm chính là ưu tiên hàng đầu. Lũ Goblin này có vẻ không biết sợ, càng đang xuất càng ra nhiều hơn. Vì vậy mà lượng kinh nghiệm của Fran bú được càng nhiều, cô đã lên cấp 12. Sau trận chiến, Fran quay lại chỗ ông Gallus để sửa chữa trang bị. Biết được Fran vừa hạ gục cả trăm con goblin khiến ông Gallus rất kinh ngạc. Quay lại vài giờ trước, Fran truy quét tới tận hang ổ của lũ goblin. Cảm thấy Fran đã mệt nên si su quyết định hấp thu đám quái đã hạ được trước. Vừa đúng lúc này thì đám người mạo hiểm giả tìm tới chỗ Fran. Thế là Fran dẫn bọn họ tới trước hang ổ goblin quan sát luôn. Theo tình hình này có thể phán đoán đây chính là một hầm ngục cỡ nhỏ. Sau đó Fran trở về hội báo cáo tình hình, có vẻ Donald Ron rất nóng ruột. Nghe theo Sizu, Fran nói lại chi tiết số lượng goblin cô tiêu diệt được. Sau khi nghe kỹ hơn về cuộc chiến, hội trưởng Klin đưa ra một suy luận. Đám goblin mà Fran xử là hàng thải, hàng chất lượng cao ở hết trong hang. Hội trưởng Klin thăng hạng cho Fran lên hạng ép đồng thời lập một tổ đội thảo phạt. Và đó chính là lý do mà Fran ở đây để chuẩn bị trước cho chuyến thảo phạt. Lúc này ông Gallus cũng thông não cho Fran một chút kiến thức về sửa chữa. Viên ma tinh thạch này là hàng dùng một lần và trang bị được sửa lần hai sẽ bị giảm hiệu quả. Nhân tiện thì ông Gallus cũng giải thích khái niệm về hầm ngục cho Fran nghe. Hầm ngục do thần hỗn mang tạo ra, con quái có lõi hầm ngục sẽ là trùng cuối. Nhưng đi đôi với nguy hiểm thì lúc nào cũng có lợi ích ngang giá. Đặc biệt nếu là hầm ngục mới phát hiện thì ăn may có thể bú được đồ tốt. Sau khi sửa chữa trang bị xong thì cũng là lúc Fran phải ra về. Trở về nhà trọ, Sisu xem qua thì thấy có danh hiệu mới Goblin Killer. Đúng lúc này thì Fran rủ cậu đi tắm cùng, đã nghiện lại còn ngại. Sisu đã từ chối rồi đó cơ mà Fran cứ lôi cậu vào thì biết làm sao. Thế éo nào nên lúc này cũng tới tắm, Sisu lại được một phen phê pha. Sau khi tắm xong, nên nhắc nhở Fran không được mang vũ khí vào phòng tắm. Tiếp đó cô ấy còn khuyên Fran hãy cẩn thận trong lần thảo phạt sắp tới. Tên phó kỹ sĩ đoàn August rất ghét mạo hiểm giả nên hắn éo chịu chi viện. Ước gì bây giờ có Amanda ở đây, cô ấy chính là át chủ bài của hội Alexa. Fran hỏi Nen về thân thế của thần hỗn mang, tại nghe có vẻ rất ghê gớm. Theo Nen biết thì nữ thần hỗn mang là một trong thập trụ thần. Ngày ấy gieo rắc hỗn mang để ngăn thế giới khỏi sự đình trệ. Fran lại thắc mắc sao không nghe thấy Nen nhắc tới thần chiến tranh. Tại vì thần chiến tranh say máu quá nên đã ra ngã thành tà thần và đã bị các vị thần khác hợp lực phong ấn. Tuy vậy phần phong ấn chỉ là xác thịt mà thôi. Hệ quả để lại là các tà nhân như Goblin đã được sinh ra. Được tiếp nhận một lượng kiến thức khổng lồ, Fran bất tỉnh nhân sự tại chỗ luôn. Một thế giới mà thần linh tồn tại, Jisoo cảm thấy cũng rất thú vị. Sáng hôm sau, Fran cùng với Jisoo đi nhận hàng em bao kiếm mới sẵn sò. Cuối cùng thì Jisoo cũng có cái bao để đeo, cậu không phải chơi trần nữa. Ông Gallus còn giới thiệu thêm một phim tắt thông minh, ngạc nhiên chưa cậu bé. Trước khi Fran khởi hành, ông Gallus vẫn không quên động viên cô bằng một like. Chiến dịch thảo phạt Goblin lần này sẽ do ông Lunatron để là người dẫn đội. Mục tiêu lần này chỉ có một, tiêu diệt vua Goblin và nữ hậu của hắn. Đang bàn luận trên sự thì lũ Goblin bất ngờ đánh úp nhóm mạo hiểm giả. Theo Shizu quan sát thì tình hình lúc này không mấy khả quan cho lắm. Kiểu này lại phải để Fran một mình tiến lên ganh tim rồi. Nhờ có hiệu ứng Goblin Killer nên Fran éo cần phải đánh mấy con gà nữa. Mục tiêu bây giờ của cô chính là mấy con hàng chất lượng ở trong hang. Fran liền sử dụng một bộ thân pháp cấp sử thi mang tên Lang Ba Vi Bộ sau đó từ trên không cô giáng xuống một kiếm quét sạch thiên quân vạn mã. Fran đúng là đứa con của khí vận, cô phát hiện một lũ ngu đứng với nhau. Thế là chỉ với một skill thì Fran đã hốt được nguyên một đống kinh nghiệm. Thừa thắng xông lên, Fran quyết tâm sẽ bù hết cả cái ổ kinh nghiệm này. Nhóm mạo hiểm giả thấy vậy cũng bắt đầu tăng tốc không thì chỉ có hốc đất. Lúc này Sisu cũng khuyên Fran đừng có cố quá như hôm trước, nếu gặp trường hợp khẩn cấp cậu sẽ hy sinh vật phẩm đắt tiền này. Fran đã rõ, cô tiến lên giữ đẹp từng con quái vật chỉ với một hít. Nhưng làm người thì phải biết khiêm tốn, vài con quái này là phần của người tới sau. Fran tiếp tục tiến lên phía trước, cô rất vui khi được Sisu khen ngợi. Từng đám quái nhỏ thì còn chia sẻ được nhưng cái đám quái to này nó ngon quá. Sisu bèn dùng vô tận hòa ngục tiễn cả đám thành điểm kinh nghiệm của Fran. Bọn quái giữ cửa đã bị tiêu diệt, Fran tiếp tục tiến vào sâu hơn. Đang đi thì Fran phát hiện một ngã rẽ, có vẻ đây là lối vào tầng 2. Theo suy đoán thì con trùng có khả năng rất cao là ở dưới này. Shizu sử dụng cảm nhận nguồn nhiệt để dò đường, phía trước rất an toàn. Cứ như vậy Fran đã thuận lợi tiến được gần tới hang ổ của con trùm. Đám người mạo hiểm giả ở phía sau rất khoái chi khi ăn lại đồ thừa của Fran, nhưng ông Donald Ron cảm thấy số lượng xác quái vật này có vẻ hơi ít. Nguyên nhân là vì Sisu đã thu hết bọn nó vào không gian của mình. Tuy biết Fran rất mạnh nhưng ông Donald Ron vẫn lo cô bé sẽ chủ quan. Quay về phía Fran, lúc này cô ấy đã đụng độ vua và nữ hậu goblin. Kế hoạch sẽ là Sisu đánh lạc hướng sau đó Fran lao lên lượng tiền con trùng. Bởi vì lũ Goblin thường có tập tính bảo vệ vua khi có kẻ xâm nhập. Kế tiếp Sisu sử dụng vô hạn hỏa ngục anh tạc trận địa kẻ địch. Nhưng thế éo nào khi Fran xuống tới nơi thì chỉ còn lại xác của con trùng. Lũ đàn em thấy lão đại đang xuất thì chỉ còn nước bỏ của chạy lấy người. Lúc sau Fran phát hiện một cánh cửa lớn, có vẻ đây mới là chỗ trùng cuối. Vừa mới bước vào một cái thì cánh cửa liền bật chế độ liêm phong luôn kế tiếp là một lượng lớn quái vật bọ rùa khổng lồ xuất hiện Sisu thẩm định qua thì thấy bọn chúng cũng khá là cùi bắp lũ bọ phát động tấn công fran Sisu bèn hỗ trợ cô ấy một tay fran thì đứng máy chém lũ bọ còn Sisu thì nằm hấp thụ ma thạch con trùng của lũ bọ cuối cùng cũng xuất hiện nó còn triệu hồi thêm một đống đàn em nhưng đứng trước thực lực tuyệt đối thì số lượng có nhiều bao nhiêu cũng vô ích lúc này fran đã lên cấp 17, ở phía trước vẫn còn một cánh cửa khác Nguồn ma lực phát ra từ nó rất đáng sợ nhưng Fran quyết không lùi bước để chuẩn bị cho trận chiến sinh tử. Shizu liền búp sức mạnh cho Fran. Nếu sau trận chiến này mà Fran còn sống, cậu sẽ đãi cô ăn cả gì? Mặc dù El biết nó là cái gì nhưng nghe thôi mà Fran đã thấy ngon rồi. Phía bên trong cánh cửa là một không gian vô cùng tối tăm và lạnh lẽo. Chính bởi vì không gian trong này là nơi ở của tử thần thật sự. ở phía ngoài, nhóm mạo hiểm giả đã tới trước cánh cửa nhưng không vào được. Ông Donald Ron rất lo lắng cho sự an toàn của Fran. Bên phía Nen, cô tìm tới hội trưởng để hỏi về tình hình của hầm ngục. Nen rất lo lắng cho Fran bởi vì cô có một dự cảm không lành. Quay trở về phía Sisu, cậu dùng thẩm định thì thấy đây là một con quỷ rất mạnh. Hắn thuộc mức độ hiểm họa B, mức độ có thể hủy diệt một quốc gia. Hắn ta khịa Fran rằng cô nhìn thì yếu đuối nhưng cũng đủ để hắn lót dạ đấy. Cứ tưởng tên đó là chủ của hầm ngục ai ngờ tên yếu đuối này mới là chủ. Sisu hơi khó hiểu khi một tồn tại tầm cỡ như hắn lại chịu sai khiến. Tên này bèn đứng chém gió thì bị ăn ngay một phát bắn cảnh cáo từ tên quỷ. Bây giờ chú bé đần này mới nhận ra rằng sự kiểm soát của mình là vô dụng. Nói xàm như vậy là quá đủ rồi, giờ thì bắt đầu vào trận chiến thôi. Fran rất hùng hổ mà tuyên bố rằng mình sẽ không sợ thanh kiếm đó đâu. Từ từ đừng tự tin quá bé ơi, nhìn cái đống chỉ số kia là biết nó khủng bố thế nào rồi. Fran lao lên tấn công, tên đó chỉ với một đòn đã đánh cho cô sấp mặt. Sau đó hắn tiễn luôn đôi tay ngọc ngà thướt tha của Fran về nơi chín suối. May mà Jisoo kịp thời mang em nó trở lại với Fran, tí thì lùng. Nó sẽ lành lại nhanh thôi nên Fran không cần phải quá lo lắng. Tên quỷ cảm thấy Jisoo rất thú vị, hắn lại bắt đầu phát động tấn công. Với sự cảnh giác cao độ của mình, Fran đã đỡ được đòn tấn công của hắn. Dường như mọi đòn phản công của Fran đều không có một tác dụng nào cả. Sau một hồi phân tích thì Jisoo đã đoán được cái bóng chính là mấu chốt. Thế là tên này bèn sử dụng cách thức tấn công khác để chèn ép Fran. Thấy Fran còn thở, tên quỷ này rất vui sướng vì mình còn được lên hình. Còn Fran, vì động lực được ăn cà ri mà cô nhất quyết không chịu thua. Cả hai lại bắt đầu solo với nhau rất gắt, không ai chịu thua ai. Tên quỷ rất thích kỹ năng kiếm thuật của Fran, hắn liền sử dụng tức đoạt. Bây giờ kỹ năng kiếm thuật đã mất, Fran sẽ làm gì tiếp theo đây? Tên quỷ lao lên tấn công nhưng lại bị Fran đánh cho rơi cả ngô ra ngoài. Kỹ năng kiếm thuật là Sisu chia sẻ cho Fran nên cướp làm sao được. Tên Goblin thấy vậy liền triệu hồi thêm một đống lính lên để phụ giúp tên quỷ. Nhưng tên quỷ éo cần, hắn cảnh cáo tên Goblin đừng có mà chen vào nữa. Hắn sẽ tự tay kết thúc trận chiến này rồi sau đó là đi hủy diệt nhân loại. Nói xong thì tên quỷ bắt đầu thi triển đại chiêu, một thứ sức mạnh đáng sợ. Cùng lúc này ông Donald Ron ở bên ngoài phá cửa nhưng éo ăn thua. Ở bên trong thì truyền ra một sóng xung kích vô cùng mạnh mẽ. Fran bị tên quỷ tấn công, nhìn có vẻ cô phải nhận thương thế khá nặng. Jisoo khuyên Fran nên bỏ chạy bởi vì kẻ địch trước mắt quá mạnh. Fran vì sự tiến hóa của bản thân mà đã trải qua muôn vàn khó khăn. Nhưng động lực giúp Fran cố gắng phấn đấu chính là cô muốn bảo vệ mọi người. Cho nên Fran quyết định cô sẽ không rút lui, cô sẽ chiến đấu tới cùng. Tên quỷ bắt đầu tấn công anh Tạc, Fran tha hồ mà luyện thân pháp. Hắn xả skill cứ phải gọi là hết nước chấm nhưng Fran cũng rất ra gì và nài lỏ. Thấy vậy hắn tấn công mạnh hơn nhưng vẫn chưa đủ tuổi để đánh chúng Fran. Tên Goblin ăn phận đứng ngoài ăn dưa hấu hóng chuyện cũng không được yên ổn. Tuy nói là sẽ không bỏ chạy rồi nhưng vẫn không thể phủ định rằng tên này rất mạnh. Fran đã rất cố gắng vận dụng thân pháp để né tránh rồi nhưng vẫn dính trưởng. Tên quỷ chơi bẩn bựa xài skill lung tung hòng cầu may đánh trúng Fran. Mặc dù đá rơi nhiều là thế nhưng lại không hề rơi trúng chỗ tên Goblin. Si du thử tấn công tên Goblin thì tên quỷ liền lập tức ra đỡ hộ. Quả đúng là như lời ông Donald Ron đã nói khi trước. Vấn đề bây giờ đã có cách giải quyết, Tiêu diệt chủ hầm mục là xong chuyện. Fran cùng Sisu tha hồ xả skill, tên quỷ chỉ còn biết phòng thủ. Tuy đã ngăn được tên quỷ tấn công nhưng hắn lại chẳng chịu tí sát thương nào. Sisu quyết định đặt cược một ván với toàn bộ sức mạnh của cậu và Fran. Fran tạm dừng tấn công và chuyển đổi lại về trạng thái đi né đòn. Tên quỷ này sau mỗi lần tấn công hắn sẽ phải mất 3 giây để làm nguội. Bước đầu của kế hoạch chính là Fran sẽ ném Sisu thẳng về hướng kẻ địch. Tên quỷ lúc này vẫn chưa hiểu lý do tại sao Fran lại ném kiếm đi. Sau đó Fran phát động tấn công, kế hoạch là để Sisu đi cắn trộm. Tên quỷ đã nhận ra vấn đề nhưng bất ngờ chưa ông già, Sisu bẻ lái. Mục tiêu thật sự của cậu chính là viên ma thạch trên người tên quỷ. Sisu nói với tên quỷ rằng tại sao hắn lại dám đả thương Fran của cậu. Chuyện này không thể tha thứ được, Sisu dốc toàn lực tấn công hắn ta. Cuối cùng thì viên ma thạch cũng vỡ, tên quỷ đã được ra lãnh cơm hộp. Cùng lúc đó thì Sisu cũng tới giới hạn bền, cậu bắt đầu tan vỡ. Fran ngồi khóc hết nước mắt cho Shizu trong khi đó cậu lại đang phê phà. Bởi vì Shizu kịp thời hấp thụ viên ma thạch của tên quỷ nên cậu không sao. Lúc này tên Goblin nhân cơ hội Fran không để ý mà định làm gì đó. Này thì không để ý này, trao hy vọng rồi lại cướp mất thì mới vui chứ. Tên Goblin này khoe hắn có vòng thế thân, à thế à, xin nhẹ cái vòng. Tên Goblin đăng xuất, hầm ngục đã rơi vào trạng thái bị đình chỉ hoạt động. Sau cuộc thảo phạt hầm ngục, Fran lượm thêm được một thanh kiếm vào kho đồ. Nhóm người mạo hiểm giả tới nhìn thấy chiến tích của Fran thì vô cùng kinh ngạc. Ông Donadron thì lại rất tức giận bởi vì Fran đi mạo hiểm một mình. Nhóm người mạo hiểm giả đứng nhìn bên cạnh cũng sa mạc lời luôn. Sau chuyến đi ăn mảnh hầm ngục một mình thì Fran đã lên cấp 25. Sizu rất vui trong khi đó Fran vẫn còn sang chấn tâm lý vì bị mắng. Sizu bèn dùng câu thần chú cà Fran lên tinh thần trở lại luôn. Chỉ cần nghĩ tới đồ ăn ngon là Fran cảm thấy không còn gì phê bằng. Quay trở lại vấn đề nâng kỹ năng Fran chọn nâng kỹ năng kiếm thuật, bởi vì qua trận chiến vừa rồi cô có thể cảm nhận được kiếm thuật rất hữu ích. Sizu cũng nhận được thêm kỹ năng thánh kiếm, dự đoán nó sẽ rất ngầu. Hơn thế nữa cậu còn có thêm kỹ năng cướp đoạt, chính là thứ kỹ năng gian lận mà tên quỷ dùng với Fran lúc trước. Sau khi nâng skill cướp đoạt, Fran đề nghị thử trên người ông Donald Ron. Buổi tối, hội trưởng Klim có chuyện muốn nói riêng với Fran. Đầu tiên là ngài ấy muốn cảm ơn cô vì đã tặng sắc tên quỷ cho hội nhưng điều hội trưởng thật sự muốn biết đó là viên ma thạch trên người tên đó. Fran với một ánh mắt không hề dao động mà nói nó đã bị phá hủy. Hội trưởng Klim tự định cho qua chuyện thì bỗng nhiên có một tên xuất hiện. Hắn tới và nói Fran là kẻ dối trá, cô làm sao qua mắt được hắn. Rồi muốn phán xét người ta thì chí ít cũng cần giới thiệu bản thân mình chứ. Trước những cánh hoa nhẹ bay theo gió, tên béo giới thiệu mình là August. Phó đoàn trưởng thuộc kỹ sĩ đoàn Alexa, đẹp trai phong độ là ta thì ra là cái gã xứng đáng được đăng xuất sớm mà nên từng nhắc tới. Tên August có kỹ năng độc nhất cho phép hắn nhìn thấu được những lời nói dối. Dựa theo tình hình diễn biến hiện giờ, keo này có vẻ bị bắt bài rồi đây. Sự xuất hiện bất ngờ của tên August khiến hội trưởng bắt đầu nghi ngờ Fran. Nhưng Fran đâu có nói dối, cô thực sự đã phá hủy viên ma thạch đó rồi. Chỉ khác ở chỗ là sau khi phá hủy thì Sisu hấp thụ nó mà thôi. Theo những gì Sisu thẩm định được thì tên béo này là một thằng gà cùi bắp. Hỏi chị Google một phát si du nhận ra vấn đề luôn. Cái kỹ năng của tên béo cho phép hắn phát hiện nói dối cũng như nói dối dễ hơn. Bằng việc lan truyền mình có kỹ năng này mà hắn có thể đảo lộn trắng đen. Tên August muốn bắt giữ Fran nhưng hội trưởng sao mà đồng ý cho được. Mà kể cả ngài ấy đồng ý thì tên gà cùi bắp này có khả năng bắt được không? Phải biết cái cô gái bé nhỏ đáng yêu này là người sửa đẹp tên quỷ cấp bê đó. Không làm mà đòi có ăn, hội trưởng Klimt sẽ không cho tên béo bất cứ thứ gì. Thế mà hắn vẫn cãi cùn là do thông tin hầm ngục sai nên mới không chi viện. Hội trưởng quyết định sẽ tới hỏi trực tiếp đoàn trưởng Ulos về việc này. Tên August nghe xong rén luôn, hắn lôi cả người cha bà tước ra để đe dọa. Tưởng Fran sẽ giao ra nguyên liệu của con quỷ ai ngờ lại là sừng Goblin. Tấm lòng thành của mình bị khinh bỉ, tại đây Fran muốn xử hắn ngay và luôn. May mà có Jisoo ngăn cản nên tạm thời chỉ xin nhẹ vài kỹ năng của hắn. Fran nhận được kỹ năng lễ nghi hoàng gia một cái liền mang ra thử luôn. Fran nói mình 100 tuổi nhưng tên August bị mất kỹ năng nên éo trả lời được. Hoang mang quá thế là hắn bỏ đi, để lại sau lưng là làn khói bụi mù. Theo lời hội trưởng Klimt thì tên August này có sở thích chơi cúc hoa. Hơn thế nữa hắn còn thuê các mạo hiểm giả cấp cao cài level cho hắn. Bảo sao mà vừa nãy Sisu nhìn thì tên này cấp 30 nhưng lại rất củi bắp. Có thể sau vụ này tên August sẽ ghim Fran nên cô cần thận trọng hơn. Tạm gác lại chuyện đó, bây giờ fran sẽ được đi làm thủ tục lên hạng d vừa mới vào nghề mà fran đã tăng tiến tới mức độ này quá ghê gớm để cảm ơn fran thể hiện ra kỹ năng lễ nghi hoàng gia cắn trộm được dùng được kỹ năng là chuyện tốt nhưng shizu vẫn khuyên fran cần thận trọng hơn khi sử dụng ra tới quầy lễ tân nhận phần thưởng fran còn được mọi người khen ngợi thấy mấy thằng được dựa cứ tiếp cận bé fran của mình khiến shizu hơi khó chịu được shizu chỉ cho cách tăng độ thiện cảm fran liền khao mọi người luôn sau chuyến bay lắc phá làng pha xóm cùng đồng bọn thì Fran đã yên giấc lồng. Nhưng trong cơn phê pha Fran vẫn không quên cái món cà ri mà Jisoo hứa. Ba người phụ nữ thần bí đang nói điều gì đó với Jisoo. Thì ra là dậy đi ông cháu ơi, suốt ngày toàn mơ về gái hú. Hôm nay Jisoo sẽ chiêu đãi Fran món cà ri như đã hứa. Chỉ cần biết là mình sắp được ăn một cái là tinh thần Fran khoai khoái ngay. Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, Jisoo bắt đầu thể hiện kỹ năng của mình. Bởi vì Ji-ju có ba lô hệ thống nên lần này cậu sẽ làm nhiều đồ ăn. Trong lúc Jisu đảm nhiệm công việc phi hành cho thơm thì Fran phụ giúp nhào phần thịt băm. Tiếp đó Jisu chỉ dẫn Fran nặn thịt băm thành từng miếng để mang đi nướng. Sau khi nướng xong cộng thêm phần nước sốt bí truyền chúng ta có ngay hamburger. Món phụ đã hoàn thành, món ăn chính của ngày hôm nay chính thức được lên sàn. Thứ nước cốt dừa thần thánh này sẽ đem tới cho món ăn sự mềm mại khó cưỡng. Chứng kiến bát cơm cà ri mà Jisu làm ra, Fran không thể giấu được sự ham muốn của mình. Làm một miếng cơm cà ri ngập miệng xem vị của nó như thế nào. Nói sao đây ta, kimochi iku iku, jamete kudasai. Thật sự là ngon tới như vậy sao, không chỉ ngon mà còn phê nữa sư phụ ơi. Một tuần đã trôi qua, Fran có nhận nhiệm vụ kiếm một củ khoai khá kỳ lạ. Rồi tới cả việc đi tiêu diệt ma vật, Fran cũng xin luôn thịt của em nó. Tất nhiên làm vậy là có mục đích rồi, đó đều là nguyên liệu của cà ri. Cà ri ngọt dịu tạo lên cho chúng ta một cảm giác thỏa mãn, tươi mới. Cari cay lòng khiến con người ta toát ra khí chất của sự trưởng thành. Nếu món ăn này được phổ biến thì không biết nó sẽ gây ra những chấn động gì. Fran đúng là người nổi tiếng, ai trong thị trấn cũng biết mặt cô. Anh lính canh thông báo cho Fran biết rằng tên August đang cho người truy lùng cô. Trong khi Fran đứng buôn chuyện thì có ai đó dõi theo cô từ trên cao. Trên con phố đông đúc người qua lại, Shizu cảm nhận được có sát khí. Để dụ bọn chúng ra mặt Shizu kêu Fran đi tới một nơi vắng vẻ. Thì ra người theo dõi Fran chính là tên béo thích chơi cúc hoa lần trước. Ông là ai? Tôi không biết ông. Ông đi ra đi. Tên August bị Fran lừa cho nửa tỉnh nửa mơ, nửa thực nửa ảo. Nhưng vì cây kiếm Fran mang nổi bật quá nên éo thể nào lùa gà được hắn. Tên August gọi thêm một đồng bọn tên Giaran tới trợ giúp vật lông mèo. Mèo chê mèo lắm lông, tên Lam Yêu tộc này khiến Fran rất khó chịu. Ở một bên khác, Amanda đang trên đường trở về thị trấn Alexa. Tên Ghi Aran nhìn thấy Fran cứ như là mèo mù vớ phải cá rán. Cá đấy mà húc, cái tên Lam Miêu tộc này chính là kẻ thù của Hắc Miêu tộc. Từ hàng trăm năm trước chính bọn mèo xanh này đã lừa bán mèo đen lên 210. Tên Giaran thấy Fran cấp 25 hắn đã nghĩ xong địa điểm bay lắc rồi. Đứng trước kẻ thù truyền kiếp, tay Fran đang run lên từng cơn. Tên Giaran thấy vậy càng nhìn Fran với ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Những việc mà bọn mèo xanh gây ra trong quá khứ vẫn luôn ám ảnh Fran. Nhờ có Xin Du thức tỉnh không thì Fran bị treo lên góc trái màn hình rồi. Fran rất căm hận, bọn mèo xanh này đã săn đuổi gia đình cô rất nhiều lần. Phải nói là bọn chúng khá mạnh, tới bây giờ mà Fran vẫn bị ăn hành. Tên Giaran kể cho Fran nghe một câu chuyện hắn vừa giết một ả mèo đen. Nghĩ lại cái thời khắc ả mèo đen đó đang rất khiến hắn ta vô cùng hưng phấn. Liệu Fran có làm hắn phê như lúc đó không? Tên Giaran rất mong đợi. Cái tên mèo hoang này việc gì phải sợ? du cổ vũ tinh thần cho Fran. Tên Giharan liền tấn công Fran khi thấy cô có gì đó sai sai. Lúc này hắn còn nói số mèo đen hắn bán cho hai một không nhiều không đếm được. Vậy thì không còn gì để nói nữa rồi, Fran xin nhẹ cây kiếm trước. Tiếp theo là, xin là xin vĩnh biệt cụ, xin nhẹ cái chân mèo trước. Tên Giharan vẫn còn thắc mắc tại sao cấp hắn cao hơn mà lại thua Fran. Cái này đi mà hỏi ông tác giả, còn bây giờ chính là thời khắc thịt mèo. Fran sẽ tự tay hành quyết, đây là bước đầu cho sự vực dậy của mèo đen tại cái dị giới mà luật pháp còn là một thứ xa xỉ, thực lực vi tôn. Kẻ mạnh thì làm vua kẻ thua thì được làm lại hộ khẩu ở thế giới mới. Nhìn thấy Fran lượm xác tên mèo xanh, chú bé đần August rất hoảng hốt. Fran đang định cho chú bé đần chuyển sinh thì hội trưởng tới ngăn cản. Nhìn thấy tinh linh của hội trưởng một cái là Fran phán nó rất giống Sly. Việc này đánh thẳng vào lòng tự tôn của hội trưởng, vâng em gà được chưa? Bỏ qua chuyện đó, nguyên nhân tên August còn sống là do cha hắn ủy thác. Vì vậy để bớt rắc rối cũng như Fran có thêm tiền thì nên tha cho hắn. Tha cho một chú bé đần mà có tiền thì ai trả tha được, chốt kèo. U là trời, có thích khách, hộ giá hộ giá. Thế éo nào Amanda tự dưng xuất hiện rồi nhận mình là mẹ của Fran. Shizu còn tưởng là thật luôn chứ, nhìn giống chỗ nào mà tưởng là thật. Đúng là có gì đó sai sai nhưng Amanda vẫn muốn làm mẹ của Fran. Fran lúc này kiểu, cô là ai, tôi không biết cô cô đi ra đi. Shizu khuyên Fran không thích thì có thể đẩy cô ấy ra mà. Sư phụ lao vào đây mà đẩy, người phụ nữ này mạnh VL. Cuối cùng phải nhờ tới hội trưởng ra mặt Fran mới thoát được một kiếp nạn. Amanda tận 58 tuổi, những phi công trẻ thấy vậy liền cho ngay một like. Lần đầu gặp mặt Amanda đã biết Fran từ trước do cô rất nổi gần đây. Amanda trở về sau vụ bình nguyên Ma Lang, cái vụ Shizu gây ra. Kể từ hôm đó, Fran đi đâu làm gì cũng thấy có mặt của Amanda đúng kiểu bám dai như keo dính mèo nhưng lần nào cũng nói là tình cờ u là trời trái đất hình tròn thật đấy nhưng mà tình cờ này có vẻ hơi nhiều sức chịu đựng của con người là có giới thiệu fran đang rất là khó chịu nhưng cơ bản người ta mạnh quá nên fran cũng bất lực éo làm được gì fran tới than phiền với nen thì được cô ấy giải thích cho nguyên nhân amanda có danh hiệu người bảo hộ trẻ em bởi cô ấy rất quý bọn chúng vậy nghĩa là cô ấy đang bảo vệ fran nhưng mà nó cứ kỳ kỳ sao ấy Mấy ông chổ che ngồi bàn tán chạm ngay một ánh mắt của Amanda sợ luôn. Amanda vẫn rất kiên trì thuyết phục Fran gọi mẹ, làm mơ đi nhé. Lúc sau Fran được hội trưởng Klimt gọi vào có việc cần bàn bạc. Còn chưa nói gì mà hội trưởng đã đem ma thạch ra làm mờ mắt siu rồi. Nếu Fran tham gia thảo phạt hầm mục mạng nhện cô sẽ được nhận ngay hai viên. 10 viên thì Fran đi, nghe xong điều kiện một cái hội trưởng rén luôn. Sau một hồi đàm phán Fran tung tuyệt chiêu trả giá của các bà mẹ Việt Nam. Cuối cùng hội trưởng Klimt phải chốt kèo với cái giá 5 viên ma thạch. Nguyên nhân là do ngày ấy thăng hạng cho Fran xong bị người ta đàm tiếu. Chuyện này liên quan éo gì tới Fran, do hội trưởng tự ý thăng hạng mà. Nếu đàm tiếu qua loa linh tinh thì không sao cơ mà ngài ấy bị nói thích trẻ con. Chỉ khi Fran hoàn thành hầm ngục này thì mọi lời đàm tiếu sẽ biến mất. Hơn thế nữa hội trưởng sẽ cấp quyền vào hầm ngục ăn mút cho cô. Tự nhiên cái ghế từ đâu bay tới cùng với đó là Amanda muốn đi cùng Fran hội trưởng bây giờ đã cảm thấy quá mệt mỏi ngày ấy đồng ý cho xong chuyện trở về nhà fran rất mong đợi ở mạng nhện sẽ có nhiều ma thú mạnh nó bị chinh phục rồi nên chắc không còn quan trọng là ta đã có ma thạch ma thạch trong tay ta liền ăn ngay cho nóng suzu một phát hấp thụ hết fran ngồi ăn một cây rau hao dung u senzai wai obing linh lúc này suzu mới để ý mình có kỹ năng triệu hồi lấy được mà chưa dùng sau lần thăng cấp vừa rồi su có thể khẳng định bọn họ đã mạnh lên Ấy thế mà khi đấu với Amanda thì vẫn éo trụ nổi một giây. Ngày đi quét phó bản mạng nhện đã tới, điều gì sẽ chào đón Fran Tưởng chừng hôm nay là một ngày vui nhưng không, nhìn Amanda là thấy phiền. Nhiệm vụ thám hiểm lần này sẽ do nhóm của thanh niên Cruz dẫn đầu. Cùng với Rick và Azo, nhóm hộ vệ xanh lam hạng C sẽ giám sát mọi người. Mục đích của chuyến đi này chính là đánh giá thăng hạng cho những người hạng E. Người này tên Freon, anh ta là trưởng nhóm hạng E tên Thụ Hải Nhãn. Người này tên Glad cũng là trưởng nhóm hạng e nhóm tên long giống tới lượt fran giới thiệu chẳng hiểu sao tên class này lại tỏ vẻ thù hận thì ra là hắn ta khinh bỉ fran hắn coi cô là loại bán thân thăng hạng dám sỉ nhục fran của bà amanda thách tên class nói lại lần nữa quả nhiên là thăng hạng nhanh quá cũng là cái tội mà đi đâu cũng bị đố kỵ sau khi ăn hành của amanda xong càng khiến tên class coi thường fran hơn hắn còn nói ra những lời lăng mạ fran nhưng cô éo thèm quan tâm amanda là người giám sát đặc biệt hầm ngục này chưa có tuổi với cô ấy. Nhiệm vụ của mọi người là thu hồi ma thạch đồng thời đánh quái dọc đường đi. Tuy quái trong hầm ngục chỉ có mức độ hiểm họa cấp ép nhưng không được chủ quan. Bởi vì hầm ngục này có tận 6 tầng, nó vẫn ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Theo Sisu biết, hầm ngục vô chủ vẫn có thể vận hành lõi bình thường. Hội Alexa lợi dụng điều đó để phái các mạo hiểm giả tới thu thập ma thạch. Còn cái tên Clad này có vẻ do ăn hành chưa đủ nên muốn được ăn thêm. Chẳng hiểu kiểu gì mà đi từ sáng cho tới chiều tối vẫn chưa tới hầm ngục. Cuối cùng cũng tới nơi, tất cả mọi người ai lấy đều quá là mệt mỏi rồi. Cho nên bọn họ quyết định ngày mai mới bắt đầu, bây giờ nghỉ ngơi trước đã. Tên Clutch phàn nàn tại sao Amanda không cần gác đêm, vì người ta mạnh. Fran được phân công canh gác ca một, tên Clutch tới cả khịa TV cô. Si Du khuyên Fran cứ coi hắn như cái rắm mà bỏ qua, không cần quan tâm. Rồi xong, nói gì không nói lại đi nói kiếm của Fran là hàng Shopee thấy sắp có đánh nhau, tới một người trầm tính như Freon cũng đã mở mắt. Tên Class Coi Fran là cái loại bán thân để lên hạng D hẳn éo sợ. Thấy đại ca của mình sắp bón hành cho một con gà, mấy thằng đệ rất phấn khích. Trước khi đánh nhau, Fran vẫn không quên chuyện mình đang trong ca gác đêm. Cô thi triển một ma pháp song thuộc tính tạo lên kết giới bao quanh nơi này. Tên Class éo quan tâm cái thứ vừa rồi là gì, hắn chỉ muốn chiến đấu. Amanda lúc này cười vẫn rất tươi, dường như cô đã biết trước cái kết. Fran đã sẵn sàng chiến đấu, đứng trước tên Class cô không hề lao lúng. Một đòn tấn công bằng thương xé toạc không gian, Fran nhẹ nhàng đỡ được hết. Trận chiến tới đây là kết thúc, một cước vô ảnh tiễn tên Class về Tây Thiên. Nhờ mọi người bấm like nên tên Class còn sống, nhưng hình như vẫn chưa đủ. Mấy thằng đàn em kêu cả họ ra lai, like, tên Class may mắn giữ lại được một mạng. Đêm còn dài, Amanda tới gạ kèo solo vui với Fran để giải trí. Fran chấp nhận với điều kiện nếu cô thắng Amanda không được bám theo cô nữa. Còn Amanda thì ngược lại nếu cô ấy thắng Fran phải gọi cô bằng mẹ. Mấy thanh niên này ước gì bây giờ có miếng dưa hấu vừa ăn vừa xem thì ngon. Fran muốn xem mình so với hạng A thì sẽ được tới đâu nên cô yêu cầu Suzu không cần giúp đỡ. Vũ khí của Amanda là ma roi thiên long, một con hàng bậc A chính hiệu. Amanda bắt đầu phát động tấn công, Fran bị ép rơi vào thế hạ phong. Tuy chưa có cơ hội phản công nhưng Fran đã tránh được hết các đòn chí mạng. Tên Club sau khi tỉnh lại thì chỉ biết há hốc mồm trước trận đánh của Fran cơ hội phản công đã tới, Fran lao lên rất anh dũng. Tưởng tiếp cận được là ngon ai ngờ roi cũng có thể chơi theo phong cách cận chiến. Thời gian làm nóng đã hết, đã tới lúc Amanda bật chế độ nghiêm túc. Đòn tấn công như một tia sét cắt qua mặt Fran, uy lực thật bá đạo. Không thể tin được, chuyển động của sợi roi lúc này không khác gì một sinh vật sống. Chỉ với dư âm của đòn tấn công đã khiến cho Fran phải chịu thương tổn. Trước mặt cô lúc này đã không còn là Amanda của trước kia nữa rồi điều đó càng khiến Fran trở lên hiếu chiến. Cô sử dụng phân tách suy nghĩ, sợi roi phi lên như một con dao long cắn xé cơ thể bé nhỏ của Fran. Mấy thanh niên này đứng phán đoán trận đấu đã tới lúc kết thúc. Fran bật chế độ trộm chó lên, cô lao về phía trước với tốc độ bàn thờ. Tất cả chỉ là nhằm đánh lạc hướng thôi. Đây mới là tuyệt chiêu cuối cùng. Một pha tấn công cận thành mang uy lực của một đầu tiên lửa tầm trung. Tên Glad bây giờ mới nhận ra lúc trước mình chính là một chú hề nhảy nhót. Amanda đi ra từ đống cho tàn, cô ấy một sợi lông cũng không bị cháy. Fran sắp mất kết nối, Amanda liền cho cô cắn thuốc ngay và luôn. Amanda có nội tại sự sủng ái của tinh linh với hiệu ứng bất tử hộ thân. Tuy Fran thua nhưng phải biết là Zizu còn chưa tham chiến đấy nhé. Sau trận chiến, Fran đã mơ thấy mẹ đang vút về mái tóc đen óng của cô. Nhưng khi tỉnh mộng, người trước mặt cô là Amanda chứ không phải là mẹ. Dù vết thương đã lành nhưng thể lực của Fran vẫn chưa hồi phục ngay được. Vì bản thân mình đã mất ý thức giữa chừng, Fran chấp nhận thua cuộc. Thấy Fran mãi không thể gọi tiếng mẹ, Amanda liền hủy cái kèo này. Cô đoán được bên trong trái tim Fran đã có sẵn một người mẹ tuyệt vời rồi. Nhưng Amanda muốn Fran biết rằng chị sẽ luôn là đồng minh của em. Trong hầm ngục mạng nhện lúc này, một âm mưu vô cùng ác độc đã được hình thành. Fran hiện tại có mặt ở tầng 1, cô đang tiếp thu kiến thức sinh tồn. Tên nhóm này là Long giống quả thật không sai, mấy thanh niên gái rất to trái ngược hoàn toàn là nhóm thụ hải nhãn, bản chất là thụ nên rất ôn hòa. Tên Clad này phát hiện ra một thứ kết tù trắng đục, định nếm thử nhưng thôi. Nguyên nhân cũng tại vì ở đây nhiều người quá, nhất cử nhất động đều bị nhìn thấy. Thời gian thăm dò đã kết thúc, đợt quái vật đầu tiên trong hầm ngục xuất hiện. Đúng như dự đoán hầm ngục mạng nghiện thì tất nhiên không có gì khác ngoài nhện rồi. Đợt quái đầu tiên chỉ mang tính chất minh họa, bắn tơ éo gì toàn bắn hụt. Tên Clad thể hiện khá cháy, mấy thằng đàn em phải mú quạt làm mát. Làm vậy là hơi lố rồi mấy chú, nhẹ nhàng rất khoát như Cruz mới ngầu. Nhóm thù hải nhãn mới ghê, tơ nhện còn không chói được hết thân thể họ cơ mà. Tầng 1 vượt qua quá là dễ dàng nên Fran tạm thời bật chế độ máy bay. Cả nhóm di chuyển tới tầng 2, Fran rảnh quá nên hỏi về kiến thức ma thuật. Amanda thu phí là một cái ôm, đắt quá coi như Fran éo nói gì. Có vật thể lạ vừa lướt qua, một con quái vật tập kích nhóm mạo hiểm giả. Nó còn chưa làm ăn được gì thì đã bị tên Clad cho đi chuyển sinh rồi. Tầng 2 là nơi tụ tập của lũ bọ và côn trùng cấp thấp nên rất đơn giản. Trong khi mọi người chiến đấu thì Amanda thông não cho Fran về chiến kỹ. Fran không thể lĩnh ngộ được chúng bởi vì cô khởi đầu đã dùng đồ xịn rồi. Amanda khuyên nếu có sư phụ chỉ dẫn thì Fran sẽ sớm có chiến kỹ thôi. Nghe xong Fran lại hiểu lầm là Sisu hướng dẫn nên cô rất vui, cạn lời. Nhóm mạo hiểm giả đã tới tầng 3, tầng này độ khó được nâng cấp lên rất nhiều. Những con quái vật trong tầng này cũng vậy, độ ghê dựng khác xa tầng trước. Để đảm bảo an toàn cho mấy gã tân thủ, Cruz cử Azo ra phá bẫy. Đến bẫy Việt vị Azo còn phá được, giam ba cái bẫy chó này thì đơn giản. Con đường phía trước đã an toàn, cả đoàn mạo hiểm giả lại tiếp tục cuộc hành trình. Lúc này Amanda thông não cho Fran tới chương ma thuật, nó rất ảo diệu. Ma thuật là thứ không thể cưỡng cầu, có duyên thì thuộc tính ma thuật sẽ tự đến. Nói đùa thôi, có duyên nhưng vẫn cần phải đạt được điều kiện của từng loại thuộc tính. Ví dụ như Amanda phải thả rông chạy quanh mấy cơn gió mới được thuộc tính phong. Bỏ qua chuyện đó, tới cuối tầng 3 quân số của lũ nhận đông hơn rất nhiều. Đông thì đông thật nhưng mà bọn chúng yếu, nhóm mạo hiểm giả xin nhẹ chút kinh nghiệm. Với kỹ năng diện rộng, frion làm một hit tiến cả một đàn lên bảng điểm số. Ma thuật rất thần kỳ, kết hợp giữa các nguyên tố cơ bản sẽ được nguyên tố mới. Theo như trận chiến hôm qua, Amanda quan sát được Fran có 3 nguyên tố. Hiếm người có hai nguyên tố trở lên, Fran éo nói mình có full nguyên tố đông. Thiết kế của hầm ngục tầng 4 là nơi nghỉ, Fran tặng Amanda đồ ăn có vẻ fran đã hoàn toàn tin tưởng vào amanda nên mới tặng cà sau bữa ăn fran hỏi amanda dùng ám ma thuật có phải người xấu không amanda quen biết một người dùng ám ma thuật mặt hắn thật sự rất khả nghi ngoài các loại quang ám thì ma thuật còn có triệu hồi mục sư nghe mà muốn nổ luôn cái đầu fran đã tới giới hạn sắp ra mất rồi ma thu cũng có kỹ năng bảo sao di hấp thụ được nhiều kỹ năng tới vậy tên clad cảm thấy hầm ngục này quá đơn giản nó không xứng làm bài kiểm tra Nguy hiểm bắt đầu từ tầng 5 nha chú em, sẩy chân một cái là được chuyển sinh ngay. Cruz nhắc nhở mọi người một lần cuối, cẩn thận là bố của thành công. Fran éo thèm nghe, cô muốn lĩnh hội thuộc tính lôi minh Amanda nói lúc trước. Bằng việc sử dụng mỹ nhân kế, sizu bắt buộc phải đồng ý với Fran. sizu mang điểm tự tiến hóa nâng mắc thuộc tính hỏa và phong để có lôi minh. Trong lúc Fran cùng sizu nâng kỹ năng, Freon đã nhìn về phía họ. Có được thuộc tính mới, Fran mang nó ra luyện tay ngay và luôn. Tới tầng 5, Fran cuối cùng cũng được ra tay một cách thỏa thích. Nhìn thấy mọi người rất cố gắng, Amanda tiếp sức mạnh bằng cách động viên họ. Cứ tưởng tầng 5 thế nào, về cơ bản nó vẫn là tầng dành cho tân thủ. Sau một hồi chiến đấu nhóm mạo hiểm giả cũng đã dọn dẹp sạch sẽ lũ quái. Tầng 6 chính là tầng cuối cùng của cuộc trinh phạt lũ quái ở đây mạnh hơn trước. Toang thật rồi ông giáo ạ, à, thuốc giải mất tác dụng với độc của bọn quái này. Cũng may mà có Fran ở đây, giam ba cái độc này cô vẫn giải được. Sisu dùng thẩm định biết được lũ nhện này là chủng thượng cấp, bảo sao mạnh thế. Quá vô lý, Cruz cho rằng hầm ngục này mạnh hơn những gì hội thiết lập. Đối với một bài kiểm tra nâng hạng E thì bọn quái này mạnh vượt mức cho phép. Kế hoạch thay đổi, Fran cùng Amanda sẽ bọc hậu cho cả đội rút lui. Hai thanh niên này bị dính độc hoảng loạn nên chạy đi đâu cũng thấy nhện. Bọn họ điên cuồng bò chạy bởi mắt họ nhìn thấy phía trước là đường sống. Thiệt tình luôn chứ, Sisu cùng Fran bị hai thằng cha này kéo vào bẫy. Sau một luồng ánh sáng thần bí người sống biến mất còn vũ khí thì ở lại. Không thể ngờ được một hầm ngục bị chinh phục vẫn còn loại truyền tống cưỡng chế này. Lần theo bản đồ Amanda tìm tới điểm truyền tống nhưng nơi đây éo có ai. Xét theo tình hình hiện tại, kiểu này thì nhóm người Fran lành ít giữ nhiều rồi. Loại ma thú sở hữu kỹ năng tạo và chỉnh sửa bẫy, chủng thượng cấp nhận lừa đảo. Tại căn phòng boss này tất cả vũ khí cũng như kỹ năng đều không dùng được. Shizu không thể liên lạc được với Fran, rốt cuộc thì cô đang ở đâu trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo trước mặt Fran là một con boss nhện lừa đảo, sizu đã biến mất, Fran du rẩy bất lực không biết làm gì lúc này. con boss nhện lừa đảo thấy nhóm người Fran hoảng loạn thì cười rất khoái chí. không thể gục ngã ở đây được, Fran thả đăng xuất cũng phải xả hết băng đạn. không cho nhóm Fran có cơ hội nghỉ ngơi, con boss tấn công oanh tạc ngay và luôn. phía bên ngoài, Freon đoán khả năng cao đây là ý đồ của một kẻ nào đó. mọi người cần phải đẩy nhanh tiến độ giải cứu không thì xác cũng chẳng còn mà dọn. Amanda một mình một nhóm, mấy người còn lại thì phân nhóm theo tổ đội trước đó. Phi vụ giải cứu bắt đầu Amanda mong Frank cố trụ cho tới lúc cô đến. Tìm kiếm thông thường rất mất thời gian nên Amanda sử dụng ma pháp. Trước đó Sisu cũng thử rất nhiều kỹ năng tìm kiếm rồi nhưng không có tác dụng. Quả nhiên Amanda cũng vậy, bên trong hầm ngục tồn tại quá nhiều tạp âm. Tên Class tuy hơi xấu tính nhưng hắn lại rất quan tâm đến tính mạng đồng đội. Thời gian đã không còn nhiều nữa rồi, Sisu cố gắng suy nghĩ phương án giải quyết. Bên trong phòng boss con nhện lừa đảo đang nấu cháo hành tiếp đãi khách của mình. Kỹ năng Sisu đang cố tìm xem trong kho của mình có kỹ năng dùng được không. Cậu tìm thấy kỹ năng triệu hồi quyến thuộc mà ngày trước săn bọ rùa nhận được. Có lẽ giờ này Fran đang gặp nguy hiểm, Sisu quyết định sử dụng nó. Hệ thống đưa ra hàng loạt sử ma giống loài sói cho cậu lựa chọn, quá nhiều. Bất chấp Amanda ở đây, Sisu triệu hồi đại một con hệ thống đề cử. Triệu hồi thành công, một con sói xuất hiện khiến Amanda rất kinh ngạc chẳng hiểu sao con sói bỗng trở lên bạo động, nó điên cuồng tấn công Sisu. Amanda định tiễn con sói một đoạn đường thì bất ngờ có một giọng nói ngăn cản. Sisu dùng thần giao cách cảm để trò chuyện, Amanda chưa biết là cậu. Theo hệ thống phân tích trạng thái của con sói lúc này chính là bạo phát ma lực. Tại vì người triệu hồi truyền quá nhiều ma lực nên ma thạch của nó không chịu được. Đối tượng khiến con sói đau đớn là Sisu, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Amanda truyền âm nhắc nhở Sisu đặt tên cho con sói, đặt xong bào mạnh. Cái vụ đặt tên nghe thấy quen quen, trước mắt Shizu cứ phải thử mới biết được. Con sói này là thành viên thứ ba trong gia đình, tên ba con sói nghe cũng hay. Chốt luôn cho thiên hạ trầm trồ, Shizu quyết định tên của nó là Uroji. Được ban cho cái tên con sói đã bình tĩnh trở lại, dòng ma lực cũng ổn định. Uroji tiếp nhận tinh hoa của Shizu và bắt đầu quá trình tiến hóa. Một con sói với vẻ ngoài hoàn toàn mới cùng cả đống chỉ số phụ xuất hiện. Bên phía Fran, lúc này chỉ còn mình cô là người duy nhất thở oxy sau khi tiến hóa Urushi mang theo Shisu thẳng tiến tới chỗ Fran. To xác vậy mà không cho Amanda cưỡi để cô phải rớt lại phía sau. Fran đang trong cơn nguy kịch, cô sắp bị một đàn nhện ăn tươi nuốt sống. Fran cảm thấy bản thân khi rời khỏi Shisu quá yếu đuối và bất lực. Thôi vậy, để cuộc đời kết thúc tại đây cũng là một sự giải thoát. Trong thời khắc Fran định chấp nhận số phận thì ánh sáng của đảng xuất hiện. Đúng vậy, cuộc đời này Fran sống vẫn chưa đủ, cô không thể gục ngã. Éo tin được là hai thanh niên này sống dai VL tới giờ còn chưa đăng xuất. Fran vẫn còn chân tay mà cho dù có tàn tật cô cũng không phải phế vật. Trên đường có rất nhiều bẫy nhưng đối với Urushi thì nó dễ như ăn bánh. Amanda được Urushi dẫn tới một nơi có vẻ như hết đường đi. Không có đường thì tự mở thôi, Amanda phá hủy luôn bức tường trước mặt. Trong phòng Boss Fran vẫn đang né tránh những đòn tấn công của con nhận lừa đảo. Tuy vậy tỷ lệ né tránh của cô không phải 100%, khó mà né hết. Con Boss đánh cho Fran một đòn trời giáng, HP của cô liên tục giảm. Phía bên ngoài, Shizu cũng bắt đầu bật mốt nghiêm túc để phá tơ nhện. Đây là đòn cuối cùng của Fran, nó chứa toàn bộ sức mạnh của cô. Một đấm bay màu là có thật, Fran éo biết rằng mình lại mạnh tới như vậy. Tất nhiên là mạnh rồi vũ khí cũng là một phần của thực lực, con nhện đã chạy. Còn sống để gặp lại Shizu khiến Fran rất hạnh phúc, cô ôm chầm lấy cậu. Mặc dù có mùi thịt nướng nhưng Fran không buông, một đệ tử thật đáng tự hào. Mạch cảm xúc đang lên thì bị đứt, Amanda xuất hiện mít ướt với Fran. Cuộc vui sao có thể thiếu Urushi được, nó xuất hiện cũng thật đúng lúc. Fran chào mừng thành viên mới, từ giữa Urushi chính là sư đệ của cô. Sau cuộc chiến lần này thân thế của Shisu đã bị lộ tẩy trước Amanda. Fran coi cô ấy là một người đáng tin, có thể tiết lộ bí mật. Đấy là sự lựa chọn của Fran, Shisu không có ý kiến thích là được. Biết được Shisu là vũ khí thông minh, Amanda vui như trúng số độc đắc. Đối với Fran, Shisu còn quý giá hơn 10 tấm vé số độc đắc. Thật là ghen tị mà, Amanda một lần nữa chào hỏi lại Sisu. Quan trọng hơn được Fran chia sẻ bí mật khiến cô rất vui, Sisu rất phê. Mải tận hưởng quá mà chút nữa xảy ra án mạng rồi, Fran nhanh chóng hành động. Sau khi tỉnh dậy hai thanh niên này chỉ nhớ được chuyện Fran đã cứu họ. Cũng may mà bọn họ eo biết được chuyện của Sisu không là bay màu luôn. Thanh niên này được Uruji cho đi nhờ còn ý kiến, nói nhiều là xuống xe. Sau khi mọi người ra ngoài thì không thấy một ai cả, nhóm tìm kiếm chưa trở về bỗng nhiên một con ma thú xuất hiện trước mặt nhóm Fran, một chủng loại mới. Ở một nơi nào đó trong hầm ngục, nhóm người đi tìm kiếm gặp phải mai phục. Tình hình lúc này căng hơn dây đàn, lũ nhện đánh mãi không hết càng giết càng nhiều. Nhóm thủ hải nhãn toàn quân bị mất khả năng chiến đấu, kêu cứu trong tuyệt vọng. Thuốc giải độc và thuốc hồi phục đều hết, bây giờ đến bản thân còn lo chưa xong. Đang trong lúc lực bất tòng tâm thì vận đen trời ban đến với mọi người, có bẫy. Tên Clad nghĩ mình sắp cụ đi chân lạnh toát thì Fran xuất hiện giải cứu. Còn ở trên đây nữa này, nhóm thụ hải nhãn bị lũ nhện hành cho khóc thét. Sau khi giải cứu mọi người xong, Fran làm một mồi lửa đốt sạch hang nhện. Ý chí chiến đấu của mọi người được đẩy lên cao trào, thời khắc trả thù đã đến. Con chim trắng lúc trước chính là tinh linh của Freon gửi đi tìm cứu viện. Cạm bẫy ở đây là do con nhện lừa đảo tạo lên, thấy nguy hiểm nó bèn phòng thủ. Dăm ba cái tơ nhện mà đòi phòng thủ, Fran cùng Sisu một hít phá tan. Trong lúc nhân vật chính solo với boss thì quân chúng chuẩn bị khai chiến với quái thường con nhận lừa đảo chơi lớn, nó dùng tính mạng của thuộc hạ để cản bước Fran. Cơ mà nó không biết rằng Fran có lôi minh ma thuật, con nhận bị tê liệt. Quả là xứng với danh vua lừa đảo, con nhận đã đặt bẫy Fran từ trước đó. Amanda chứng kiến bé Fran của mình bị ăn cú lừa, cô bắt đầu nóng. Mặc dù Fran không bị làm sao, cô còn đang chuẩn bị thu ma thạch con boss. Amanda quyết định đã tới lúc con nhện lừa đảo đi chuyển sinh được rồi. Với sự giận dữ của mình, cô tung ra một kỹ năng khiến con boss bay màu luôn. Rồi xong, ma thạch của Fran cũng vì thế mà hòa tan vào hư không vô tận Amanda lúc này mới nhận ra việc làm của mình nó quá là thừa thái Con boss đã bị tiêu diệt, đoàn mạo hiểm giả tiếp tục di chuyển tới điểm cuối cùng Trên đường đi, sisu nghĩ lại chiêu vừa rồi của Amanda nó thật mạnh Bỏ qua chuyện đó, công việc tiếp theo của đoàn mạo hiểm giả chính là thu thập tiền Ông chú Azo quan sát lõi hồng ngục, quả nhiên không có thiết lập nhận lừa đảo Bên khác Fran đang làm việc thì tên quát tới gượng gạo nói lời cảm ơn Không có gì Fran thích nhất là được giúp đỡ những chú bé đần tội nghiệp. Trời về đêm, Fran ngồi tâm sự với Amanda về ước mơ tiến hóa. Lúc này Amanda còn nói với Fran cô giống hệt tụi nhóc hắc mưu mình quen. U là trời khả năng cao đó chính là bố mẹ của Fran, bà trẻ Amanda. Là một kẻ ngoài cuộc si su cảm thấy Amanda rất quan tâm Fran. Sáng hôm sau, chuyến trinh phạt hầm ngục kết thúc đoàn mạo hiểm giả trở về thị trấn. Fran tới gặp riêng hội trưởng, cô trình bày lại tất cả những gì đã xảy ra. Thực lực của Fran được chứng minh, từ ngày hôm nay mọi lời đồn sẽ biến mất. Theo thỏa thuận hội trưởng Klimt cấp giấy phép vào hầm ngục An Mood cho Fran. Vài ngày nữa là Fran sẽ rời khỏi thị trấn, hội trưởng có đôi chút tiếc nuối. Sau cuộc chiến vừa rồi, chức nghiệp của Fran đã chuyển sang ma đạo chiến binh. Niềm vui của Fran được nhân đôi khi cô tới gặp ông Garros. Đây là combo trang bị xịn sò, tất cả chúng đều có tên và được ban phước. Khoan đã đây là cái gì, Sisu không chấp nhận cái kiểu ăn mặc hở hang này tuy nó không kín đáo nhưng nói về độ phòng thủ thì cứ phải gọi là bo đoi hơn hết với kiểu cách và thiết kế này sẽ giúp fran gia tăng độ linh hoạt bộ trang bị này có nội tại ẩn người mặc không thể bị một hít chết luôn ông garros sắp tới cũng chuyển qua almut duyên phận của hai ông cháu còn dài fran đi qua đó bằng đường biển ông garros éo biết bơi nên đi đường bộ chuyển cảnh qua chỗ amanda cô tới gặp rufus học trò trước đây của mình vừa nãy fran có tới đây mua đồ nhìn cô ấy khiến rufus nhớ lại quá khứ anh ta nhớ về hai đứa ngỗ ngược đó, bọn họ nhất quyết muốn rời cô nhi viện. Khi nghe được cái chết của chúng, Amanda lúc đó đã lập tức lên đường tìm kiếm. Nhưng kết quả là cô không tìm thấy di vật nào, giá như thời gian quay trở lại. Nụ cười ấy Amanda suốt đời không quên, cô sẽ bảo vệ những gì đang có. Sáng hôm sau Fran trước khi rời đi nhận được rất nhiều lời tạm biệt ngọt ngào. Loli đúng là số một, toàn bộ mạo hiểm giả ai lấy đều yêu quý Fran. Đến cả tên Grant cũng bị Loli đồng hóa, hắn không còn khó chịu như xưa. Fran gửi lời tạm biệt tới Amanda khi cô mạnh mẽ hơn sẽ quay về. Amanda không cần quá lo lắng bởi Jisoo lúc nào cũng ở bên Fran. Trước khi Fran rời đi Jisoo có gợi ý cho cô đáp lễ Amanda. Hẹn gặp lại Amanda, câu nói đó đã xóa hết phiền muộn của Amanda. Ký ức ô về thì ra Fran chính là con gái của hai đứa trẻ hồi ấy. Cuối cùng Amanda cũng tìm thấy di vật của bọn họ để lại, bé Fran. Trong phòng hội trưởng Clint lúc này, Freon chính là cháu trai của ngài ấy hội trưởng đã bắt được tên khiến lũ nhện đột biến, hắn bị tử tức ôn san mua chuộc. Tạm gác lại chuyện đó, cái hội trưởng muốn biết là bản chất con người Fran. Theo tinh linh của Freon quan sát thì Fran là một người không có ác tâm. Nếu Fran không phải người xấu vậy chốt kèo cô là một hắc miêu tộc tài giỏi. Trở lại với Fran cô cùng Sisu đang thẳng tiến tới chân trời mới đó là mùa 2 cả các bạn đã theo dõi hết video này. Còn chân chưa thêm nữa ủng hộ like và subscribe kênh của chúng mình ở ngay video để có thể xem được nhiều video anime hay và hấp dẫn hơn nữa nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.